Các bạn đang theo dõi chuyên mục đánh giá, so sánh máy ảnh của các dòng điện thoại mới nhất trên thị trường. Để giúp các bạn quan tâm đến khả năng chụp ảnh, quay phim trên smartphone, có thể chọn mua được một chiếc điện thoại phù hợp. Và hãy để lại comment ở dưới mỗi video về thiết bị các bạn cần được đánh giá, so sánh. Chúc các bạn có được những phút giây vui vẻ và những thông tin bổ ích khi xem video. Xin chào các bạn, và sau bài đánh giá camera của Oppo N3 thì mình cũng nhanh chóng có ngay một bài so sánh Oppo N3 và Note 4 về camera. Nào, bên thấy cùng mình bắt đầu. Note 4 dường như vẫn đang giữ vị trí số 1 về camera trong thế giới Android. Oppo N3 ra mắt với hy vọng sẽ là đối thủ xứng tầm. Đầu tiên, so kè về phần thông số kỹ thuật, Note 4 có camera 16 megapixel f2.2 sử dụng cảm biến ISO cell của Samsung, công nghệ chống rung quang ngọc flash kép. Còn Oppo N3 thì có camera cũng 16 megapixel f2.2 nhưng sử dụng cảm biến của OmniVision, ống kính Snyder, khả năng chống rung quang học, flash kép. Như vậy, Oppo N3 có vẻ như cầu kỳ hơn về trang bị, hội tụ những công nghệ hàng đầu thế giới trên camera phone, còn Note 4 thì hầu hết là cây nhà lá vườn, cho thấy năng lực sản xuất quá đỉnh của Samsung. Galaxy Note 4 có tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn là 16:9, còn N3 thì có tỷ lệ là 4:3. Qua thử nghiệm thì N3 cho góc chụp rộng hơn nhiều so với Note 4. Trên màn hình của các bạn đang là hình chụp bởi Oppo N3 và Note 4. Vì điều kiện không cho phép nên lần so sánh này sẽ không có trọng tài. Ở điều kiện ban ngày đủ sáng, ảnh từ N3 trong hơn hẳn, màu sắc nhìn có vẻ kịch tính hơn, tuy nhiên lại rất trung thực. Mỗi bức ảnh đều có điểm số để các bạn tiện theo dõi xem máy nào đẹp hơn. Tiếp theo là ảnh đêm. Ở điều kiện vừa thiếu sáng, vật thể lại chuyển động như thế này thì cả hai máy đều gặp khó. Note 4 cho tốc độ chụp nhanh hơn nên bắt hình nhanh hơn, đỡ bị ao nét hơn N3. Trong khi đó N3 có khả năng đo sáng bằng tay tốt nên đỡ bị phân tán ánh sáng. Tuy nhiên khả năng đo sáng tự động của N3 lại chưa thật sự hoàn hảo và dễ bị gặp tình trạng như thế này. Note 4 vẫn là một trong những chiếc điện thoại chụp thiếu sáng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Về video, N3 chiến thắng rõ rệt với khả năng theo dõi bắt nét chủ thể. Như ở đây chúng ta có thể thấy, bạn Tuấn tò mò, nổi bật và sắc nét hơn hẳn con thuyền ở xa xa kia, bị mờ đi một chút, còn Note 4 thì rõ nét tất cả. Cả hai quay video đều tốt, tuy nhiên phải công nhận rằng video từ N3 trông nghệ thuật hơn hẳn. Như vậy là mình đã so sánh xong camera của hai siêu phẩm N3 và Note 4. Kết luận lại, Oppo N3 cho ảnh ban ngày tốt hơn, ban đêm thì Note 4 ấn tượng hơn. Tuy nhiên Note 4 lại khuyết đi khả năng đo sáng điểm bằng cách chạm. Oppo N3 cho mình cảm hứng dùng hơn bởi vì máy có camera cơ chế xoay độc đáo. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở phía dưới. Nhớ like và share video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.